Liên tới này khỏi xâm được tới gì. Cười quá đi. Bà Yên bà lấy đồ nhiều chứ sao. Không, Yên dễ mặc đồ. Nó giống chị nữa đó. Chị dễ mang lắm. Đứng được trẻ xương hơn đứa con.
6 phút rồi. Hay lâu rồi. Cục muốn cũng rõ ràng á. Hồi nãy Lê định quay đó hả? Lần nào được đây? Lần nào là chị với chị Hảo. Chị Hảo kêu quay xong cái không kêu chị gần về điện vô lon về quay luôn. Xong cái là cái Lê lại lại kêu đó đỏ đỏ gì mà quay cái gì. Xong cái chạp lại coi tiếp. Thôi quay đi. Nghĩ lạ. Không, cái đây bật ra biết hết. Nó nhìn sao không thấy được à? Gì vậy? Trời. Tưởng máy gì nổ. This is him. Okay.